Là một quốc gia từng được nhận nhiều ngoại tệ đầu tư từ nước ngoài, Trung Quốc đã có những chính sách đầu tư ngược lại ra thị trường thế giới. Được biết trong 3 quý đầu năm nay, Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp phi tài chính trên hơn 6.500 công ty ngoại. Theo nguồn tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc, hoạt động đầu tư ra nước ngoài của quốc gia này đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, tính đến tháng 9 năm nay, Trung Quốc đã đầu tư trực tiếp phi tài chính đến trên hơn 6.500 công ty ngoại tại 160 quốc gia, với số vốn khoảng 131 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 53% so với năm ngoái. Đây là số đầu tư trực tiếp phi tài chính, không bao gồm sự đầu tư của các ngân hàng, công ty bảo hiểm và chứng khoán. Bất chấp những khó khăn của nền kinh tế trong nước, các nhà đầu tư Trung Quốc vẫn đang đẩy mạnh ký hợp đồng với các công ty ngoại quốc mỹ hiện đang là thị trường thu hút lượng lớn nguồn vốn đầu tư của quốc gia này đặc biệt là ở thị trường bất động sản và tài chính